Mọi người nha, hôm nay mình sẽ thực hiện đi câu cá dinh này dánh nha. Đây mình mới thả mồi xuống là nó đã ăn rồi nè nha các bạn. Mình mới vừa làm mồi xong lúc nãy đấy. Anh em nào có coi video clip làm mồi câu cá mà dinh của mình đó. Đây mình mới xuống bến sông của mình, chuẩn bị mình câu đây. Con này sông lớn nha các bạn ơi. Sông Hậu nha. Đây, sông rất to nha các bạn. Đây là bến với nhà mình nha. Đây đây, cá nó ăn rồi đây. Đây nước mới chập chững lớn rồi. Cá nó chưa ăn nhiều nha các bạn. Đây, cá này chắc cũng nhỏ, không có lớn. Đây đặc biệt giờ mùa nước đổ nha, có đôi khi có cá chim trắng là to lắm. Cái này tháng này chắc chưa có đâu. Nó ăn chỉ ghĩa mồi thôi. Nếu thả xuống là nó ghĩa, thả xuống là nó ghĩa. Đây cá này ăn rồi. Con cá này mình sẽ dính con cá này các bạn xem nha. Đây các bạn thấy không? Đây. Đã dính con cá ta đây. Đây. Bạn thấy mồi mình làm cái ấy không các bạn? Đây. Đây là cá mè dinh nha, là cá mè dánh nha. Đây. Cá lại ăn nữa nha các bạn ơi. Mình vừa lấy mồi xuống là cá nó lại ăn nữa nha. Đặc biệt sông lớn này cá rất nhiều nha. Đây cá nó ăn đây. Đây đây đây, quá trời con cá này nha các bạn. Đây. Cá này rất to nha các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Cá này rất to, trứng không nha các bạn ơi. Ôi dù dù cá rất to nha các bạn. Đây. Cá này mình cầm muốn không giác nha các bạn ơi. Quá trời con cá. Đây nha các bạn, nãy giờ mình câu được 2 con rồi nha các bạn. Đây, 1 con cá to, 1 con cá nhỏ nha. Nhìn mình thả mồi xuống là cá nó sẽ ăn liền nha các bạn.
Các bạn thấy không? Cá nó ăn liền luôn. Đây mình sẽ dính cá này nữa đây. Hơi nhát hơn mấy con cá lúc nãy. Đây mình chuẩn bị chín con cá này nữa nha các bạn. Hết mồi rồi các bạn. Cá ăn mồi rất dữ nha các bạn. Các bạn nhìn thử xem. Phao giật liên tục nha. Đây. Mình tiếp tục dính được một con nữa nha các bạn. Đây. Đây thêm một con nữa nha. Đây. Đó là dính ngoài dẫn nha các bạn ơi. Cá này hơi nhỏ hơn cá hồi nãy một tí. Giờ mình lại tiếp tục thả mồi nha các bạn. Đây mình thả xuống là ăn liền nha. Cá đây rất nhiều nha. Con cá mè dinh rất to nữa nha các bạn. Đây. Đây mình dính thêm một con nữa đây. Con này rất to nha các bạn ơi. Đây này nha các bạn. Con nào con nấy rất to nha các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đây này. Các bạn ơi, nãy giờ mình câu chưa đầy 10 phút nữa mà được 4 con cá này nha các bạn. Đây này nha các bạn. 4 con cá rất to nha. Đây. 4 con nha. Đây các bạn xem đây, 4 con. Nãy giờ mình câu chưa được 10 phút nữa mà được 4 con cá mè rất ngon nha các bạn. Cá này mà về kho lạc thì khỏi chê nha. Đây. Mình sẽ tiếp tục câu mọi người, mình lại tiếp tục chín được một con nữa nha mọi người. Con cá là hơi nhỏ hơn con cá lúc nãy nha. Lại tiếp tục dính thêm một con nữa nha các bạn. Con này rất nhỏ nha. Đây mình sẽ thả nó về nha để cho nó kiếm mấy con cá lớn hơn lại cha với ông nội nó lại. Đây mình câu được 5 con cá mè về dính nha các bạn, có 2 con rất to nha. Đây. Xin chào tất cả mọi người nha, hôm nay mình chỉ câu vậy thôi. Dính được có 5 con cá này dẫn nè. Mình phải đi coi thấy rồi, không có thời gian để câu nữa. Anh em nào thấy clip này hay thì chia sẻ rồi đăng ký cho mình nhé. Chào các bạn nha, hẹn các bạn các video tiếp theo của mình nha các bạn.